càng giàu thì mình càng giúp được nhiều người và càng giúp được nhiều người thì mình lại càng giàu, đấy chính là quy luật. Nó chính là quy luật. Cho ý xin hỏi là bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay thì chúng ta vẫn đang là cái người mà đang khởi nghiệp kinh doanh. Đấy. Bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay chúng ta đang là những người mà đang hoặc là mong muốn là mình sẽ khởi nghiệp kinh doanh tức là gì ạ bắt đầu một cái sự nghiệp kinh doanh nào đó mà có thể giúp cho mình kiếm được uh, thu nhập tốt hơn hiện tại thì vui lòng comment tôi đúng không ạ comment tôi nếu anh chị em đang khởi nghiệp kinh doanh hoặc mong muốn khởi nghiệp kinh doanh thì vui lòng comment tôi đó, để mong muốn rằng mình sẽ có một cái thu nhập tốt hơn một cái cuộc sống tốt hơn để có thể uh, uh, thay đổi thay đổi bản thân và thay đổi cái uh, cuộc sống của gia đình mình của bản thân mình và gia đình mình. Không? Như vậy là trong phòng zoom ngày hôm nay anh chị em chúng ta toàn là những người doanh nhân đấy. Ừ. Doanh nhân là những người làm kinh doanh mà khởi nghiệp thì chúng ta là gì? Dạ, chúng ta phải kinh doanh. Bởi vì sao? Khởi nghiệp là anh chị em chúng ta phải gì? Dạ, phải tính đến cái bài toán đây là gì? Dạ, đấy là phải có lợi nhuận, đúng không anh chị em? À, kinh tế là kê ra mà tính mình tính làm sao mà mình có diện mình có lợi nhuận thì đấy là gì đấy là doanh nhân là làm kinh tế là kinh doanh là kinh doanh người làm kinh doanh thì là doanh nhân đúng không anh em? xin chúc mừng anh chị em. Đó. thế thì để mà kinh doanh thì anh chị em biết là diện chín mươi phần trăm các cái doanh nghiệp sau 5 năm thì thì một là đóng cửa hai là diện hai là giải thể ba là tạm dừng hoạt động, bốn là gì? bỏ trốn, chín mươi phần trăm, tức là không có nhiều công ty à, đạt được cái gọi là sinh nhật lần thứ năm. Đây là một thống kê đã được à, à, ghi nhận của Bộ Công Thương hay là Bộ Lao à, động, Thương minh Xã hội gì đấy không nhớ nhưng mà đã có một cái thống kê à, như vậy. Thế thì để mà chúng ta thành công được trong kinh doanh à đúng rồi rất tiêu cực có một cái có một cái câu nói đùa như này đó là gì ạ nếu như mà một cái người giỏi về toán học và thống kê thì họ sẽ không họ sẽ không gì ạ không làm doanh nghiệp tức là gì ạ họ sẽ không kinh doanh nếu như một người giỏi thống kê thì họ sẽ không kinh doanh bởi vì sao ạ bởi vì họ nhìn thấy cái tỷ lệ rủi ro nó quá lớn tỷ lệ thất bại của các doanh nghiệp nó quá lớn anh chị ạ lớn vô cùng luôn đấy và họ sẽ không kinh doanh nếu mà họ nhìn thấy cái tỷ lệ như này họ nhìn thấy cái 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 cái, cái, cái gọi là con số thống kê này thế nhưng mà tại sao chúng ta vẫn vẫn lao vào kinh doanh thưa anh chị em trả lời được câu hỏi này anh chị em cô bác chúng ta sẽ lên một level mới chúng ta sẽ có một cái à, một cái à, động lực mới để mà chúng ta làm kinh doanh à, như là tuần trước huy cũng đó chia sẻ với anh chị em thế nào gọi là một cái mô hình kinh doanh gọi là gì ạ? tinh gọn thế nào gọi là mô hình kinh doanh là, gì ạ? là thông minh đúng không ạ à, chắc là một số anh chị em đã nắm được một số keyword cơ bản nhất thế cho huy xin hỏi là để mà lý do để chúng ta bắt đầu kinh doanh là gì à câu trả lời rất là quan trọng nếu như mà anh ấy, chị em trả lời đúng lý do chúng ta kinh doanh là gì trả lời được câu hỏi này thì tự nhiên con đường nó sẽ xuất hiện còn không trả lời được câu hỏi này hoặc trả lời sai thì chúng ta sẽ đi vào vết xe đổ của 95% những công ty thất bại nào xin mời anh ấy, chị em những cái người đang khởi nghiệp kinh doanh mong muốn điều gì khi chúng ta khởi nghiệp kinh doanh xin vui lòng comment xuống câu trả lời câu trả lời thực sự nhá mình nghĩ thực sự ở trong đầu của mình là những con người sống thật đúng không mình sống thật với chính bản thân mình mình nghĩ sao mình nói vậy không cần phải nói hoa mỹ không cần phải nói xem là nói nói sai ông này ông mắng nói sai thì lại thế này thế kia mình nghĩ sao mình nói vậy Đấy, nghĩ đơn giản thôi đúng không ạ lý do để chúng ta bắt đầu kinh doanh là gì Ok anh chị em tiếp tục comment đi ạ. Rồi. Rồi xin chúc mừng anh chị em. Xin chúc mừng anh chị em. Tiếp tục comment đi ạ. Rồi. có một số người thì nói rằng là muốn kiếm tiền đúng không ạ muốn có cuộc sống tốt hơn muốn được tự do tài chính tự do thời gian muốn giàu có hơn muốn thay đổi cuộc sống muốn làm chủ thời gian làm chủ cuộc sống muốn làm giàu muốn giàu có hạnh phúc và thịnh vượng muốn uh, thay đổi cuộc sống một số người thì nói là gì ạ? Kinh doanh vì trao giá trị, vì đam mê, vì giúp đỡ được nhiều người, vì khát khao tự do, phát triển thử thách bản thân. Đúng không ạ? Muốn giàu có mà lại muốn sướng. Hả? Giàu, sướng là hai khái niệm nó khác nhau đúng không ạ? Thay đổi cuộc sống và giúp đỡ được nhiều người trong xã hội. Ok. Thì tất cả những câu trả lời của anh chị em ấy, nó có hai khía cạnh thôi. Một, đó là khía cạnh là gì ạ? giúp cho bản thân mình và khía cạnh thứ hai ấy, là giúp cho người khác, đúng không anh em? Giúp cho bản thân mình và giúp cho người khác, đấy, có đúng không ạ? Rất nhiều người bảo là giúp cho cộng đồng, giúp cho xã hội, nó nói chung là về người khác. Đấy. Cái thứ hai, cái thứ nhất đấy là cho bản thân mình, bản thân mình vậy? Gia đình nhà mình, xong bắt đầu mới đến là gì ạ? Là người khác, đúng chưa? Đấy, thế thì việc của mình đó là gì ạ? Nếu như mà chúng ta bắt đầu chỉ vì mình và không có vế bên cạnh này thì chúng ta sẽ thất bại. Còn nếu mà chúng ta có cả hai thì chúng ta sẽ thành công. Đúng không ạ? Chỉ mỗi thế thôi. Nếu mà chúng ta chỉ là gì ạ? Chỉ nghĩ về bản thân mình thôi thì chúng ta sẽ làm bất chấp kể cả lừa đảo, kể cả là gì ạ? Vi phạm những cái gọi là về đạo đức, pháp luật chúng ta cũng chiến hết. Bởi vì ạ, chúng ta chỉ quan tâm bản thân mình. Đúng không ạ? Chúng ta không phục vụ được khách hàng, chúng ta không làm cho khách hàng yêu quý mình, chúng ta không làm cho mọi người yêu quý mình, chúng ta không làm cho đội nhóm yêu quý mình, chúng ta không làm cho gì ạ? Không làm cho uh, xã hội yêu quý mình. Thì làm sao ạ? Chúng ta gì ạ? Chúng ta thất bại. Cho nên ở đây á cái yếu tố chỉ đơn giản là như này. Uh, nếu mà ai đó nói rằng là gì ạ? Để giúp đỡ mọi người, tức là chỉ có một vế bên này thì cũng không đúng không đúng ở đây đó là gì ạ đó là mình chưa cứu được mình thì mình chưa giúp được ai hết đúng không ạ đấy là gọi là những người lý tưởng lý tưởng hóa tức là mình mong muốn giúp đỡ mọi người nhưng thực tế là mình phải giúp chính mình trước có đúng không anh chị em mình phải giàu thì mình mới giúp được người khác mình không giàu sao giúp được mọi người và cái việc mà mình giàu nó là một sứ mệnh nó là một trách nhiệm với xã hội mình phải giàu đấy là một trách nhiệm xã hội có một câu nói rất hay mà Huy rất thích đó là gì ạ? Cách tốt nhất để giúp đỡ mọi người. À, hay là gì ạ? Cách tốt nhất để giúp đỡ người nghèo đó là đừng nghèo giống như họ. Cách tốt nhất để giúp đỡ người nghèo đó là đừng nghèo giống như họ. Cho nên là gì ạ? Việc đầu tiên đó là mình phải trở nên giàu có. Mình phải thay đổi bản thân mình. Mình muốn thay đổi người khác thì việc đầu tiên mình phải thay đổi bản thân mình, đúng không anh chị em? Đúng không ạ? đấy cho nên những cái người bắt đầu kinh doanh mà có hai cái khía cạnh song hành với nhau một là giúp đỡ bản thân mình mình giàu hơn mình giỏi hơn mình khỏe hơn mình thành công hơn mình xinh đẹp hơn mình trẻ hơn mình có nhiều thời gian hơn và sau đó mình quay trở lại giúp đỡ mọi người mình giúp đỡ được nhiều người hơn mình giúp đỡ càng nhiều người thì mình lại càng giàu mình càng giàu mình càng giúp đỡ được nhiều người cho nên hai khía cạnh này nó là gì ạ nó là song song tồn tại với nhau không bao giờ tách rời nhau không bao giờ tách rời nhau anh chị em anh chị em giàu hơn thì anh chị sẽ giúp được nhiều người hơn anh chị em giúp được nhiều người hơn thì anh chị em sẽ giàu hơn đúng hay rất đúng anh chị em đúng hay rất đúng ạ à? <laughs> càng giàu thì mình càng giúp được nhiều người và càng giúp được nhiều người thì mình lại càng giàu, đấy chính là quy luật. Nó chính là quy luật. Thế thì cái gì có trước, cái gì có sau? Cái gì có trước, cái gì có sau? Mình giúp được nhiều người mình sẽ giàu hay giàu mình sẽ giúp đỡ mọi người? Cái gì có trước, cái gì có sau? Xin thưa rằng là gì ạ? Nó bắt đầu từ một cái ý niệm, bắt đầu từ cái ý niệm mong muốn thay đổi bởi vì nó là một cái xoắn ốc Bắt đầu là gì Thay đổi bản thân mình một chút, giúp đỡ được một người thôi. Đừng đừng hy vọng giúp đỡ cả thế giới, giúp đỡ được một người thôi, đúng không ạ? Thay đổi mình một chút, giúp đỡ được hai người, thay đổi mình một chút, giúp đỡ được ba người, thay đổi mình một chút, giúp đỡ được bốn người. Như vậy cái gì bắt đầu ạ? Bắt đầu chỉ bằng một ý niệm mong muốn thay đổi. Ý niệm mong muốn thành công, ý niệm mong muốn là gì ạ? Mong muốn cuộc sống của mình và người khác càng ngày càng phát triển, càng đi lên và có một cái tầm nhìn đủ xa có một cái ước mơ đủ lớn có một cái sứ mệnh đủ lớn để mình dạ, mình bám theo thì đó chính là cái người mà doanh nhân thành công bởi vì sao bởi vì họ làm với một cái đam mê nếu mà chỉ làm vì cá nhân của mình thôi khi mà gặp khó khăn làm sao thì mình dễ dàng bỏ cuộc nhưng nếu mà mình làm vì mình và người nhà của mình và vì dạ vì cộng đồng vì xã hội vì khách hàng của mình thì tự nhiên mình có động lực lớn hơn giống như là dạ, giống như là thế giới giống như vũ trụ giống như là có thần thánh đến giúp mình đó có những người chỉ làm vì cá nhân họ vẫn có thành công nhưng thành công đó họ sẽ không bền vững không ổn định được chưa nhưng nếu mà người nào đó làm vừa song hành như này đấy, mình phát triển lên một tí mình kiếm được chút tiền đấy, xong mình giúp được một chút một số người xong mình này mình kiếm thêm chút tiền nữa mình lại phát triển thêm một chút nữa còn nếu mình không phát triển đây đấy thì mình vẫn giúp đỡ được mọi người nhưng mà số lượng người nó ít số lượng ít cho nên là mình kiếm được số tiền ít Ví dụ ví dụ như này, nếu mà anh chị em ra mở một cái quán ăn thì chúng ta cũng sẽ giúp đỡ được một số người, đúng không ạ? Một số người sẽ có được cái gì ạ? Một bữa ăn ngon, sạch và gì ạ? an toàn. Đó chính là cái mà mình mình giúp đỡ mọi người. Nhưng với một số quán ăn thì làm sao ạ? Vì lợi nhuận bản thân cho nên là sẵn sàng hy sinh cái gì ạ cái quyền lợi của người khác đó là đưa những cái loại thực phẩm bẩn kém chất lượng giá rẻ vào để mà gì ạ để mà lè khách hàng gọi là à, Huy ngày xưa Huy hay hay treo những cái quán ăn quán cơm bụi ấy. đó là gì ạ Đó là à, những cái quán ăn gọi là những cái người bán cơm bụi ấy. Cái, cái cơm vỉa hè ấy. là cũng gọi là những người đầu bếp tài ba đấy bởi vì sao ạ đó là nơi của những đầu bếp tài ba chế biến những cái món ăn gọi là gì ạ kém chất lượng hay là ôi thiêu hỏng để mà gì ạ trở thành cái món ăn ngon lành thực tế là như vậy anh chị em huy có một cái người bạn họ chuyên cung cấp các cái sản phẩm những cái 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 cái, cái nguyên liệu và thực phẩm cho những cái quán cơm bụi à, bình dân những cái cơm bình dân đấy thế thì à, sau một cái lần mà họ tâm sự với huy họ nói rằng là em muốn thay đổi em không muốn làm cái cái nghề đấy nữa cái nghề mà cung cấp cái cái đồ ăn cái đồ đồ nguyên thực phẩm ấy cái đồ thực phẩm cho các cái quán cơm cơm bình dân đó thì uh, bạn ấy nói rằng là em không muốn làm cái nghề thất đức đấy nữa mà sao thất đức mình mình thường xuyên ăn cơm bụi thường xuyên ăn cơm vỉa hè thế mình bảo là thế thì làm sao thế mà em nói thật cái đồ đấy em không ăn không dám ăn gọi là khuất mắt trông coi thôi chứ còn không dám ăn quá là độc tố quá là bẩn quá là gì nhiều các cái vấn đề đấy thế thì bạn ấy là cái người làm nghề và bạn ấy có một cái thu nhập rất tốt anh ạ thu nhập rất tốt mỗi tháng thu nhập mấy chục triệu đến gần trăm triệu nhưng mà nhưng mà cuối cùng cũng không không chịu được cuối cùng cuối cùng quyết định là bỏ bởi vì cái lương tâm không cho phép đó thế thì ở đây huy chỉ nói rằng là không phải tất cả nhé huy không nói tất cả nhưng nếu mà chúng ta có một cái quán ăn ngon sạch và rẻ và uh, an toàn uh, lại rẻ nữa thì làm sao thì chúng ta lại rất khó để mà kiếm tiền bởi vì ngoài kia đa phần mọi người nhập cái giá rẻ thì họ mới dạy, họ mới ra được cái giá là 30.000 một suất mà có lãi nhưng nếu mà mình ạ mình cho mọi người ăn đồ ngon, đồ sạch, đồ rẻ mà bán 30 nghìn thì mình lỗ. Đúng ạ. Lỗ thì làm sao là làm kinh doanh được. Kinh doanh là kinh là làm kinh tế mà. Kinh tế là kê ra một tính mà. Kê ra một tính mà kê ra lỗ mình có làm không anh chị em? Không làm. Nhất định không làm. Chúng ta không phải là gì ạ? Không phải là doanh nghiệp từ thiện. Chúng ta không giúp đỡ không công. Chúng ta làm là phải có lợi nhuận. Đúng không ạ? Thế bây giờ không làm. thì bây giờ chúng ta làm cái gì? À. Đấy. Cho nên là gì ạ? Cho nên là cái vấn đề ở đây chúng ta đầu tiên đó là chúng ta lại quay trở lại cái bài toán đó là giúp mình và giúp người giúp mình giúp người thế thì thời gian đầu bởi vì tại sao Huy nói cái điều này bởi vì thời gian đầu chúng ta phải chấp nhận được những cái gì ạ những cái khó khăn phải chấp nhận được rằng là gì ạ là chúng ta làm khác với những người khác bởi vì những người ngoài kia họ làm sai cho nên họ có lợi nhuận cao họ hả hê khi nhìn chúng ta là gì ạ là sập sệ là gì ạ là không có lợi nhuận và chúng ta cảm thấy đau đớn khi mà chúng ta không biết là chúng ta làm như vậy có đúng hay không khi mà chúng ta làm mà cố gắng để mà giúp đỡ cái người khách hàng của mình thì liệu điều đấy có đúng không xin thưa anh chị em đó là gì ạ nó là hai cái phong cách bán hàng hai phong cách kinh doanh một phong cách kinh doanh là ăn sổi kiếm tiền ngay nhưng mà không lâu về và một cái phong cách đó là gì ạ là bền vững bền vững nhưng mà gì ạ nó sẽ chậm chậm nhưng mà chắc với một phương một phương pháp đó là nhanh nhưng mà gì ạ nhưng mà à, nguy hiểm thế anh chị em chọn cách nào ạ cách thứ nhất là chậm và chắc cách thứ hai mà nhanh nhưng mà gì ạ nhưng mà dễ dễ sập anh chị em chọn cách nào ạ chọn cách số 1 hay cách số 2 ạ? kiếm tiền nhanh thế thì Tại sao vẫn rất nhiều người sẽ muốn chọn cách số 2? Bởi vì sao ạ? Bởi vì áp lực về tài chính, áp lực về công việc, áp lực về thành công, áp lực về gì ạ? về thời gian. Áp lực về thời gian. Ạ? Một số người vẫn chọn cách số 2 bởi vì áp lực về thời gian, muốn kiếm tiền nhanh. Và đây chính là đây đây chính là địa mấu chốt của vấn đề và khiến cho nhiều người đi sai đường. Và nhiều người À, muốn kiếm tiền nhanh cho nên là gì ạ? Dạ, làm bất chấp rồi là bất chấp thì ạ. Dạ, bất chấp về kiến thức, tức là mình không kiến thức vẫn lao vào. Ví dụ như rất nhiều người lao vào những cái cái công ty về đa cấp về tài chính. À, tất nhiên thì nó đa cấp là một cái công ty là một cái mô hình kinh doanh rất tốt. Nhưng về về tài chính, à, một số công ty tài chính thì à, rất nhiều trong số đó là những công ty mà không tốt. Đó huy thì là cái người mà thường xuyên tư vấn cho mọi người về việc mà đầu tư tài chính à, tuy nhiên thì huy không khuyến khích mọi người đầu tư những công ty mà cứ đẩy tiền vào đó xong ngồi chơi không phải làm gì đấy. bất chấp về kiến thức mình không có kiến thức mà cũng lao vào đấy cực kỳ nguy hiểm đấy ạ cực kỳ nguy hiểm để mà kinh doanh thành công như là cái buổi trước huy đã hướng dẫn anh chị em rồi đó là chúng ta có rất nhiều các nguồn vốn, những nguồn vốn thứ nhất là về tiền, nguồn vốn thứ hai là về kiến thức về trải nghiệm cá nhân, đúng không ạ? Với những trải nghiệm của mình nhưng chúng ta không có trải nghiệm không có kiến thức chúng ta lao vào giống như một con thiêu thân đó là gì dạ, mang cả sổ đỏ đi cắm để mà dạ, để mà hy vọng là kiếm được tiền cái điều đấy cực kỳ nguy hiểm đấy là bất chấp bất chấp kiến thức bất chấp cả dạ, cả đạo đức cả pháp luật đấy điều đấy cực kỳ nguy hiểm được chưa? để mà thành công được thì anh chị em nhớ rằng chúng ta phải đúng từ ngay từ khi bắt đầu còn nếu mà chúng ta sai khi mà chúng ta bắt đầu ấy, thì bao nhiêu cái phương pháp kinh doanh bao nhiêu cái mẹo bao nhiêu cái chiến lược bao nhiêu cái chiến thuật là vứt đi hết sai ngay từ khi bắt đầu thì chúng ta vứt đi hết cho nên là huy nhắc đi nhắc lại anh chị em đó là diện là chúng ta phải luôn luôn nhớ kinh doanh để mà diện để thực hiện ước mơ và kinh doanh cũng là để diện để phục vụ cho xã hội kinh doanh để phục vụ ước mơ của mình nhưng mà kinh doanh cũng để phục vụ cho xã hội cho khách hàng của mình Đấy. và một trong hai cái đó thì chúng ta sẽ thành công thế thì để mà chúng ta khởi nghiệp tinh gọn để mà chúng ta khởi nghiệp thành công ấy thì chúng ta phải có một cái sau khi chúng ta biết được cái mục tiêu mục đích của mình và cái định hướng của mình rồi thì chúng ta cần phải định hướng cái gì ạ như hôm như tuần trước khi có chia sẻ với anh chị em về à, về các cái thị trường đúng ạ với các cái thị trường chúng ta nên tham gia trong thời gian này đây có bốn cái thị trường chính đó là thị trường về sức khỏe này đúng không ạ thị trường về sức khỏe này đấy. thị trường về làm giàu này thị trường về giáo dục này đúng không ạ và thị trường về làm đẹp này đây là bốn cái thị trường cực kỳ hot đấy ạ bốn thị trường cực kỳ hot ở thời điểm hiện tại cái thị trường mà 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 uh, sắc đẹp ấy thì nó không nó không phải là thị trường không chỉ đơn giản là thị trường trang trí ở bên ngoài mà nó thị trường là gì ạ? giúp cho con người trẻ trẻ hóa giúp cho người người trẻ hóa mới là chính là cái thị trường nhỏ hơn của cái thị trường gì ạ? thị trường làm đẹp và chúng ta cần phải tìm ra cho mình một cái thị trường ngách nó gọi là thị trường ngách nó gọi là niche niche bucket tức là thị trường ngách thế thị trường ngách nó là cái gì ạ bây giờ chúng ta không thể phục vụ tất cả mọi người nếu như mà chúng ta gì ạ chúng ta hỏi à, anh chị em bảo là à, thế bạn làm nghề gì Đấy. thì mình bảo là tôi bán cái sản phẩm này Đấy. ví dụ như một sản phẩm a nào đó thế bảo là thế khách hàng của bạn là ai thế thì mình bảo là tất cả mọi người thì đúng là sản phẩm của mình có thể dùng cho rất nhiều người nhưng nếu mà câu trả lời là tất cả mọi người thì đây là một câu trả lời sai tại sao anh chị em biết không ạ bởi vì chúng ta có phục vụ được tất cả mọi người không Chúng ta có trả chúng ta phục vụ được tất cả mọi người không ạ? Chắc chắn là không. Chúng ta chỉ phục vụ được một số đối tượng người nhất định mà thôi. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ phục vụ được một số người nhất định mà thôi. Chúng ta không thể phục vụ được tất cả mọi người. Như vậy là đối tượng khách hàng của chúng ta là ai? À, chúng ta là ở uh, chúng ta là ở một khu vực nào đó thì chúng ta phục vụ khách hàng ở khu vực đó hoặc là chúng ta kể cả bán online thì chúng ta phục vụ khách hàng online đúng không ạ chúng ta ở thành phố phục vụ khách hàng ở thành phố chúng ta đang là cái người mà bán hàng cho đối tượng là trung niên là gì dạ, là cao niên hay là gì dạ, thanh niên hay là gì dạ, thiếu niên đúng không ạ chúng ta đang bán hàng cho nam hay nữ chúng ta đang bán hàng cho người khỏe hay người yếu chúng ta đang bán hàng cho người đẹp hay người chưa đẹp chúng ta đang bán hàng cho người thích sành điệu hay là thích gì dạ, thích chất lượng người mà thích thích cái cái bao bì đẹp một cái gọi thương hiệu hay là thích cái diện thích cái giá trị cốt lõi bên trong đúng không ạ đấy cho nên là chúng ta phải xác định được thị trường mục tiêu của mình lựa chọn đối tượng khách hàng phù hợp thế thì ở đây nó gọi là cái đầu tiên để kinh doanh đó là chúng ta phải lựa chọn được cái diện cái thị trường ngay lựa chọn được thị trường ngách thị trường ngách của chúng ta là ai à như tuần trước thì cũng có chia sẻ với anh chị em đó là gì ạ để mà tìm ra được thị trường ngách của mình thì chúng ta cần phải có một chiến lược chiến lược đó gọi là chiến lược đại dương xanh chiến lược đại dương xanh chiến lược đại dương xanh ở đây tức là gì ạ mình tìm ra cho mình một cái đại dương xanh đại dương xanh tức là một cái đại dương mà uh, nhiều cá nhưng mà ít người khai thác Đấy, thì nó xanh còn nếu mà thị đại dương mà mà đỏ tức là gì ạ nó đại dương ít cá mà có nhiều người khai thác thì nó gì ạ nó cạnh tranh cao như vậy là chúng ta phải tìm ra một cái thị trường mà ít ít cạnh tranh ít cạnh tranh đúng không ạ và xu hướng xu hướng là tăng thì huy đã cho anh chị em cái thị trường mà xu hướng tăng rồi cho anh chị em một cái, một cái đại dương rồi nhưng mà chúng ta phải tìm ra cho mình một cái góc ở trong cái đại dương đó để mà chúng ta gì ạ chúng ta thả câu để chúng ta gì ạ chúng ta đánh lưới để mà chúng ta gì ạ để chúng ta khai thác được chưa bao nhiêu anh chị em đã nghe được cái chiến lược đại dương xanh rồi comment xuống là gì ạ? là là số 1 ạ còn ai chưa nghe thì comment số 2 à, anh chị em có thể à, 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 đọc một cuốn sách, cuốn sách về chiến lược đại dương xanh, nó có một cuốn sách đấy, chưa ừ. Tuy nhiên thì à, cũng không cần phải đọc đâu, à, bởi vì à, nội dung chính trong cuốn sách đó, đó là gì ạ? Tìm một cái thị trường mà ít cạnh tranh và khi đó chúng ta gì ạ? làm bá chủ trong cái gì ạ? thị trường đấy. Nó gọi là một chiến lược rất quan trọng trong cái gì ạ? thị trường đại uh, chiến lược đại dương xanh đó là gì ạ? Cá lớn trong gì ạ? Trong ao nhỏ tức là gì ạ? chúng ta khoanh một cái vùng ở trong cái đại dương xanh đấy nó trở thành gì ạ? trở thành thị trường của mình biến nó thành thị trường của mình được không ạ sau đó mình trở thành vua ở trong cái gì ạ? cái 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 thị trường nhỏ đó hay là trong cái ao đó chúng ta khoanh một cái vùng đấy, người ta gọi là gì ạ? đào ao thả cá đấy chúng ta đào cái ao, sau đó dẫn nước từ đại dương xanh đó về trong cái ao của mình, sau đó là gì ạ, dẫn cá từ cái đại dương xanh đó về cái ao của mình, sau đó là mình làm bá chủ ở trong cái gì ạ, trong cái ao đó, mình trở thành cái con cá lớn ở trong cái ao đó, đấy. và chúng ta sẽ làm gì ạ, chúng ta sẽ gọi là uh, sẽ uh, nuôi dưỡng những cái con cá ở trong cái cái ao đấy của mình, Đúng không ạ, chiến lược đại dương xanh và để trở thành uh, gọi là thành công với một cái mô hình kinh doanh uh, tinh gọn thì chúng ta ạ chúng ta cần phải trở thành cá lớn trong ao nhỏ tức là ạ là chúng ta phải có một thị trường ngách thị trường ngách như vậy thị trường ngách đó là những cái thị trường mà ở đó chúng ta có ảnh hưởng lớn đến đối với vậy, đối với khách hàng của mình Đúng không ạ ảnh hưởng lớn đến với khách hàng của mình bởi vì theo cái mô hình kinh doanh tinh gọn là chúng ta sẽ tiết kiệm chi phí, đúng không? tiết kiệm về về tiền bạc để mà chúng ta không cần phải ạ không cần phải chạy quảng cáo với mô hình kinh doanh tinh gọn thì chúng ta không bỏ tiền ra chạy quảng cáo, đúng không anh chị em? mà anh chị em biết rồi, khách hàng nó thứ đầu tiên và thứ duy nhất tồn tại với doanh nghiệp. một doanh nghiệp không có khách hàng chết. một doanh nghiệp không có khách hàng thì đó là doanh nghiệp chết. sản phẩm có tốt đến mấy đi chăng nữa mà không có khách hàng thì cũng ạ cũng chết đúng không anh chị em đúng không ạ <laughs> cho nên là gì ạ khách hàng luôn luôn là cái thứ mà gì ạ? là chúng ta cần phải quan tâm đầu tiên kể cả là doanh nghiệp đấy à, có rất nhiều người khởi nghiệp kinh doanh bởi vì mình có một cái lợi thế trong cái công việc kinh doanh đó bằng chính cái trải nghiệm của mình bằng kiến thức của mình bởi vì mình đã từng làm trong lĩnh vực đó mình là một chuyên gia trong lĩnh vực đó đúng không ạ nhưng mình không tập trung vào khách hàng cho nên là gì ạ mình rất là giỏi nhưng chẳng ai biết đến mình cả, mình sản phẩm mình rất tốt nhưng chẳng ai biết đến điều đó cả, như vậy là gì? Vậy? mình sẽ thất bại, đúng vậy. cho nên để mà thành để mà khởi nghiệp tinh gọn được, chúng ta lưu ý có một điều như này. để mà khởi nghiệp tinh gọn thành công thì chúng ta lưu ý là như này. yếu tố đầu tiên là yếu tố khách hàng, đúng ạ yếu tố thứ hai là yếu tố về sản phẩm đúng không ạ yếu tố thứ ba là yếu tố về gì ạ về quản lý được chưa ạ đây là ba yếu tố cần thiết và quan trọng ở trong một gì ạ? trong một doanh nghiệp để mà thành công thì chúng ta phải giải cái bài toán liên quan đến ba cái ba cái ba cái thuộc tính này đúng không ạ và chúng ta biết rồi để mà có khách hàng chúng ta phải bỏ tiền ra, Đây có sản phẩm chúng ta phải bỏ tiền ra, để mà quản lý chúng ta phải bỏ tiền ra. Thế thì chúng ta phân bổ cái nguồn tiền của mình như nào, nguồn lực của mình như nào? Nguồn nguồn tiền hay là nguồn lực, nguồn lực thì nó rộng hơn anh chị em ạ. Thì chúng ta biết là gì ạ? Sản phẩm tốt đấy là một lợi thế. Giỏi quản lý là một lợi thế. Nhưng mà gì có nhiều khách hàng thì đấy là gì ạ? lợi thế quan trọng nhất. Cho nên là gì ạ? 60% thời gian, công sức, tiền, bạc, nỗ lực hay mối quan tâm của mình phải đặt vào khách hàng Đấy ạ sản phẩm chiếm 20% về nguồn lực Anh chị em nhớ nguồn lực ở đây nó là tiền, nó là thời gian, nó là công sức, nó là gì ạ, trí tuệ à, của mình, đúng không ạ 20%, 20% chúng ta gì ạ, tập trung vào quản lý rất nhiều người khởi nghiệp kinh doanh bởi vì sao ạ bởi vì là họ có một cái sản phẩm nào đó à, em có một cái sản phẩm này em có một sản phẩm kia tất cả những người bắt đầu bằng sản phẩm thất bại cho nên có một câu đó là gì ạ doanh nhân yêu sản phẩm thì chết yêu sản phẩm thì chết chết ở đây là ý nghĩa là thất bại ấy. doanh nhân yêu khách hàng thì sống chết ở đây nghĩa đen à nghĩa, nghĩa bóng ấy, tức là thất bại chúng ta đều là doanh nhân rồi đúng không ạ nhưng nếu mà chúng ta yêu sản phẩm chúng ta tập trung 80 phần trăm nguồn lực của chúng ta vào sản phẩm nghiên cứu phát triển một cái sản phẩm nào đó sau đó chúng ta không bán được thì là chết đúng không nhé nhưng là doanh nhân yêu khách hàng thì sống không ạ. Ở đây có ý nghĩa là gì ạ? Là chúng ta tập trung vào khách hàng, tập trung vào thị trường mục tiêu, tập trung vào gì ạ? Tập trung vào marketing, marketing và gì ạ? Và sale, marketing và sale tức là gì ạ? Là marketing và bán hàng. Đấy ạ. Chúng ta phải tập trung vào marketing và bán hàng thì chúng ta sẽ thành công. Còn chúng ta tập trung vào nghiên cứu phát triển sản phẩm hay tập trung vào quản lý thì chúng ta sẽ gì ạ? chúng ta sẽ thất bại bây giờ không phải là còn thời kỳ để chúng ta nghiên cứu về sản phẩm hay quản lý nữa mà chúng ta phải tận dụng cái điều này cho nên là gì ạ tuần trước anh chị em đã được biết đến cái việc là gì ạ à, sử dụng là gì ạ? sản phẩm của người khác tức là gì ạ đòn bẩy sản phẩm tức là dùng sản phẩm của người khác đúng chưa as a people product tức là dùng sản phẩm của người khác cái tiếp theo đó là gì ạ dùng hệ thống quản lý của người khác được Thì như vậy là chúng ta sẽ giảm được thời gian Trong cái việc mà xây dựng và phát triển sản phẩm Và xây dựng và phát triển quản lý Và việc của chúng ta đó là tập trung vào gì ạ Xây dựng hệ thống khách hàng Hay là xây dựng hệ thống raving fan Tuần trước anh chị em cũng có nghe về raving fan đúng không ạ Tập trung toàn bộ công lực của mình Để mà gì ạ? xây dựng hệ thống khách hàng gì ạ? trung thành Đúng không ạ Thì khi đó chúng ta sẽ thành công Cho nên là gì ạ có một cái chiến lược rất quan trọng tiếp theo mà anh chị em cần nhớ đó là chiến lược gì ạ đứng trên vai người khổng lồ tức là sao ạ à bây giờ chúng ta lựa chọn một cái sản phẩm tốt một cái gì ạ một cái hệ thống quản lý tốt thì chúng ta cần phải có một cái đối tác cần phải có một cái đối tác tốt đúng không ạ cần một đối tác tốt. Đây là một trong yếu tố vô cùng quan trọng của cái dạng mô hình khởi nghiệp tinh gọn. Bởi vì sao ạ? Khi mà chúng ta có một cái đối tác tốt, họ sẽ cung cấp cho chúng ta về sản phẩm tốt và dạ, hệ thống quản lý tốt, hệ thống quy trình tốt, hệ thống chính sách tốt và khi đó thì chúng ta chỉ cần tập trung vào dạ, xây dựng khách hàng thôi. Bởi vì sao ạ? 60% lợi nhuận sẽ đến từ việc mà gì ạ? khách hàng chứ không phải là về sản phẩm phát triển sản phẩm chúng ta chỉ có một cái gì ạ? cái 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 chênh lệch về giữa cái giá nhập và giá bán rất là thấp tức là cái giá nguyên thành phẩm và giá xuất xưởng là rất thấp nhưng nếu mà chúng ta nắm được đầu khách hàng thì chúng ta hoàn toàn có thể đàm phán được với cái giá cao hơn tức là gì ạ? cái chênh lệch giá cao hơn đúng không ạ đấy đó lý do tại sao mà rất nhiều nhãn hàng họ sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền đầu tư vào marketing Đúng không ạ và đây là một trong những cái yếu tố quan trọng xây dựng lên hệ thống à, bán hàng thành công hay là hệ thống à, kinh doanh thành công được chưa đó và để mà gọi là khởi nghiệp tinh gọn được ấy, thì chúng ta phải tập trung toàn bộ công sức của mình vào xây dựng khách hàng được chưa xây dựng khách hàng tiềm năng và xây dựng hệ tập khách hàng và xây dựng cái gì ạ xây dựng cái à, hệ thống khách hàng là gì ạ trung thành ạ xây dựng xây dựng mạng lưới khách hàng trung thành xây dựng mạng lưới khách hàng trung thành thì đây là một cơ sở để chúng ta có thể thành công một cách dạ, bền vững. Và điều này làm điều này thì làm sao? ạ Nó không hề dễ. Làm điều này thì không dễ anh chị em nhé. Chính vì vậy nhiều người không làm được hoặc làm không đến nơi đến chốn, làm nửa chừng thì bỏ cuộc. Bởi vì đây là một cái mô hình kinh doanh mới và nó mang lại nhiều cái ạ dạ, mang lại nhiều cái lợi ích lâu dài. Nhưng thời gian đầu thì nó sẽ không kiếm được tiền. Cho nên để mà thành công được anh chị em biết rằng là gì để một doanh nhân thành công được, để mà gì mấu chốt để mà thành công trong kinh doanh Thì chúng ta có mấy yếu tố như sau Là khởi nghiệp thành công hay là gì là khởi nghiệp tinh gọn thành công Thì chúng ta cần phải mấy yếu tố như sau <laughs> Yếu tố thứ nhất Đó là chúng ta cần phải có sức khỏe Sức khỏe Sức khỏe ở đây nó có hai phần. Thứ nhất đấy là sức khỏe về thể chất, thứ hai là sức khỏe về tinh thần. Không đủ khỏe thì chúng ta sẽ không đủ sức để mà khởi nghiệp đâu anh chị em. Đã. Không đủ khỏe thì chúng ta sẽ không đủ sức để mà chúng ta gì ạ chúng ta chiến đấu ngày đêm đâu, đúng không ạ? Và không đủ sức khỏe tinh thần thì chúng ta sẽ không thể chịu đựng được qua rất nhiều những cái nỗi đau, những cái thất bại chúng ta sẽ không vượt qua được những cái stress của, dạ, của xã hội, không không vượt qua được những cái phản hồi tiêu cực của khách hàng, của người thân, của gia đình mình, những cái lời khen, những cái lời chê của xã hội, của người thân, của gia đình, của đối tác, của khách hàng của mình, chúng ta sẽ không thể vượt qua được. Chúng ta, chúng ta chuẩn bị về sức khỏe, về, dạ, về thể chất và, dạ, và tinh thần. Cho nên nếu như mà chúng ta không có sức khỏe thì đừng kinh doanh đúng không ạ mà nếu như mà chúng ta kinh doanh thì chúng ta phải có sức khỏe và phải chuẩn bị cho mình sức khỏe và phải thường xuyên duy trì sức khỏe và hướng tới một cái cái cơ thể khỏe mạnh đấy ạ cái thứ số 2 đó là thời gian đừng nghĩ rằng là chúng ta làm việc là gì ạ 8 giờ một ngày chuyển từ chế độ 8 giờ một ngày à, 5 ngày một tuần tức là công thức là gì ạ 8 5 đấy ạ chuyển sang công thức là gì ạ 24 trên 7 tức là gì ạ sẵn sàng 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần bao nhiêu anh chị em chúng ta đang là người khởi nghiệp và sẵn sàng chiến bất kể thời gian nào kể cả 5 giờ sáng hay là gì ạ? 12 giờ đêm, kể cả là thứ bảy hay chủ nhật, chúng ta vẫn chiến hết. Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng làm việc bất kể thời gian nào hết. Chưa phải lúc để chúng ta nghỉ ngơi khi mà chúng ta khởi nghiệp. Không phải lúc nghỉ ngơi, không phải lúc nhẹ đơn giản, không phải lúc dễ dàng ở thời ở giai đoạn đầu. Cho nên là phải sẵn sàng làm việc 24 trên 7 không quản ngại khó khăn, không quản ngại thời gian. Được không anh chị em? Có sẵn sàng không? Sẵn sàng thì comment xuống là sẵn sàng. Được không ạ? Đã là khởi nghiệp thì xác định là gì ạ? Trong mơ cũng phải nghĩ đến công việc của mình. Đi ngủ cũng phải nghĩ đến công việc của mình. Đi ngủ cũng phải nghĩ là làm sao ngày mai mình sẽ phải làm thế nào để mình thành công. Thì đấy mới là gì ạ? Đấy là khởi nghiệp tinh gọn. Bởi vì sao Chúng ta không có nhiều tiền. Chúng ta không đổ nhiều tiền vào thì chúng ta phải đổ nhiều thời gian vào. Đúng ạ? Nhiều sức khỏe vào. Đấy đừng nghĩ là gì ạ mình sẽ dễ dàng vượt qua những cái thứ mà gì ạ mà đơn giản bởi vì sao tất cả những người thành công tất cả những người thành công họ đều gì ạ họ đều đã vượt qua tất cả những cái thứ này những người thành công họ đều vượt qua những cái thứ này thì họ mới trở nên thành công đấy đúng không ạ rồi thêm một điều gì nữa khi mà chúng ta bắt đầu kinh doanh ngoài công sức thời gian của mình thì chúng ta phải sẵn sàng cái điều điều gì nữa chúng ta phải sẵn sàng gì ạ sẵn sàng học tập điên cuồng những người khởi nghiệp kinh doanh mà không điên cuồng học tập không không khát khao kiến thức thì không thể nào thành công được anh em huy đang nói những người ngoài kia còn tất cả những người mà dậy sớm một cái trời lạnh như này ở ngoài bắc ở trong miền nam thì đợt này nó cũng lạnh hơn rồi nhưng mà gì ạ nếu mà những người mà thành công mà không sẵn sàng gì ạ là dậy sớm, không sẵn sàng là gì ạ, ngủ muộn, không sẵn sàng là gì ạ là thức khuya dậy sớm thì sẽ không xứng đáng để thành công. Và điên cuồng học tập, thèm khát kiến thức, mong muốn được học tập và ghi xuống mọi thứ khi mà mình học, mình được học. Thì đấy chính là những cái người mà có khả năng thành công. Bởi vì khởi nghiệp tinh gọn nó không dễ dàng mà khởi nghiệp thành công khởi nghiệp tinh gọn thành công nhé, thì nó không hề dễ dàng một chút nào anh chị em, nó là gì ạ? Dạ, nó một hành trình à, vất vả, nhưng mà gì ạ? Dạ, nhưng mà nó, nó, nó xứng đáng, nó xứng đáng, được chưa? Dạ? cho nên chỉ khi nào anh chị em chúng ta gì ạ? Dạ, là xác định là chúng ta phải học tập điên cuồng, phải gì ạ? Dạ, phải sẵn sàng học hỏi, phải nghiên cứu, phải mầy mò, phải chấp nhận những cái đêm không ngủ phải chấp nhận những cái lúc mà không ai biết là mình đang làm việc mình làm việc có một mình thôi mình nghiên cứu có một mình thôi có những lúc mình phải dạ mình phải đắm chìm trong cái công việc của mình phải hy sinh những cái thứ khác phải chấp nhận hy sinh cái thứ tư đó là gì ạ phải chấp nhận trả giá hay là gì ạ hay là hy sinh phải chấp nhận trả giá chấp nhận hy sinh hy sinh cái gì ạ Hy sinh cái thời gian ở bên gia đình Hy sinh cái thời gian để mà dạ Giải trí Hy sinh cái gì ạ Cái thời gian bên những cái Cái người bạn mà dạ Mà không có giá trị Hy sinh cái gì ạ Hy sinh những cái tôi của mình Hy sinh cái gì ạ Hy sinh cái 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 kiến thức cũ của mình Bởi vì sao ạ Những cái kiến thức cũ của mình Nó mang mình đến đây Nhưng không thể mang mình đến kia được Nó mang mình đến cái điểm hiện tại này nhưng nó không thể nó giúp mình phát triển tiếp tục được. Cho nên để khởi nghiệp thành công thì chúng ta bắt buộc phải phải học tập điên cuồng và chấp nhận trả giá, chấp nhận hy sinh. Hy sinh cả những cái mối quan hệ của mình. Nếu như mối quan hệ đó không phải mối quan hệ tích cực để giúp mình đạt đến thành công. Mối quan hệ tích cực và mối quan hệ tiêu cực thì nó về cơ bản nó giống nhau, chỉ có khác nhau cái điều này. Mối quan hệ tích cực thì sẽ giúp mình đi đến thành công, mối quan hệ tiêu cực thì sẽ sẽ cản trở mình đến thành công, mỗi thế thôi. Cho nên bất kể mối quan hệ nào mà cản trở mình đi đến cái mục tiêu của mình thì đó là mối quan hệ tiêu cực. Kể cả người đó là người thân, người nhà, là bạn bè của mình thì làm sao việc của mình đó là tạm thời rời xa họ, tạm thời là gì? ít nói chuyện với họ thôi. Tất cả những người mà bàn lùi không ủng hộ mình để sang một bên. Tìm những người nào mà ủng hộ chơi với họ, tìm những người nào mà gì ạ? mà sẵn sàng đồng hành, sẵn sàng là gì? hỗ trợ của mình, sẵn sàng khuyến khích mình thì chơi với họ còn những người mà bàn lùi những người không không ủng hộ để sang một bên vẫn yêu thương họ bình thường anh chị em nhé mình vẫn yêu thương họ bình thường nhưng mà để họ sang một bên ít thời gian dành ít thời gian cho họ thôi được không ạ đấy phải chấp nhận hy sinh trả giá thì chúng ta mới thành công được được không ạ đấy khởi nghiệp tinh gọn là chúng ta không không có gì ạ không cần phải có quá nhiều người à trong đội nhóm quản lý ấy, đội nhóm quản lý này, cái người quản lý này, chúng ta không cần phải thuê quá nhiều nhân viên. Làm sao để chúng ta quản lý tinh gọn? Làm sao để chúng ta có sản phẩm tốt? Đấy, làm sao để chúng ta có nhiều khách hàng? Thì chúng ta phải gì ạ? Phải biết một cái đó là gì ạ? Phải xây dựng nhân hiệu. Đấy, để mà khởi nghiệp thành công thì chúng ta phải có một cái nhân hiệu hay là một cái uy tín cá nhân. Xây dựng nhân hiệu chính là xây dựng uy tín cá nhân của mình, đấy, đúng không ạ? Sở nghiệp tinh gọn thành công thì chúng ta phải xây dựng được cái nhân hiệu của mình. Đó chính là cái việc mà đào ao thả cá. Chúng ta cần phải xây dựng thương hiệu của mình ở offline và online, ở trong một cái tổ chức nhỏ và ở trên cái xã hội, trên mạng xã hội, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta cần phải có những cái chuẩn hóa về mặt về nhân hiệu, về mặt nhân hiệu uy đã có một cái bộ video gồm bao gồm 6 video để mà giúp anh chị em có thể xây dựng được cái nhân hiệu làm thế nào để xây dựng được cái nhóm thành công làm thế nào để Huy có thể trong vòng điện trong vòng 1 năm xây dựng lên một cái nhóm mà có 145.000 thành viên hoạt động tích cực đúng không ạ làm thế nào để mà Huy trong vòng ạ trong vòng một năm thì có thể là gì ạ xây dựng được một cái hệ thống kinh doanh mà có 1.000 người đúng không ạ thì tất cả những cái điều đó nó nằm ở trong cái gì? Ạ? trong cái bộ video đó anh chị em nào cần thì lên mạng search từ xây dựng nhân hiệu Cả ngang Nguyễn Quang Huy thì ra luôn <laughs> Huy chia sẻ miễn phí mà à, cho anh chị em luôn đúng không ạ và đấy chính là gì ạ đấy chính là cái điều mà chúng ta xây dựng nhân hiệu nhưng với cái gì ạ? với cái vốn không đồng <laughs> xây dựng nhân hiệu vốn không đồng tạo ra một cái cái nhóm mà 145.000 người trong vòng một năm mà gì ạ? mà không mất một chi phí nào không mất một đồng chi phí này được chưa? À, đấy là cái gì? khởi nghiệp tinh gọn, à, chi phí ban đầu bỏ ra là gì? tối thiểu nhưng mà lợi nhuận là tối đa, được không ạ? Bao nhiêu anh chị em uh, mong muốn rằng là gì? là huy sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh chị em những cái kiến thức, những cái mô hình kinh doanh trong thời gian tới để mà anh chị em có thể khởi nghiệp tinh gọn, để mà có thể thành công được mà không cần phải mất quá nhiều tiền không cần phải quá giỏi không cần phải quá là gì dạ xuất sắc nhưng vẫn có thể giàu có được vẫn có thể kiếm được tiền thì vui lòng comment xuống là tôi ạ ừ. rồi Huy sẽ chia sẻ cho anh chị em về cái nhỏ nhỏ thôi cái này buổi hôm nay thì chưa đến chưa đến lúc mà À, chưa đến uh, cái phần mà uh, chia sẻ về cái uh, cái 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 uh, việc mà đào ao thả cá nhưng mà cũng có một tí à, cũng có một tí liên quan đến việc mà xây tìm tìm kiếm cái thị trường ngách cho nên là huy cũng uh, có một cái uh, ví dụ gọi là case study à, À, bạn Mai Loan không cần phải quay màn hình em nhé Bởi vì là tất cả các chương trình của Huy nó đều có được ghi hình Và đều được phát lại miễn phí ở trên kênh Youtube của Huy Đúng không ạ Cho nên anh chị em không cần phải quay màn hình à, Bởi vì đó là bản quyền của Huy đó, Huy mà biết được ai đó mà đăng cái Bất kể một cái phần nào đó của Huy lên trên mạng Huy sẽ có động thái là Huy sẽ à, yêu cầu gỡ bỏ hết Đúng ạ Đây là một cái nhóm mà Huy xây dựng Đấy, cái nhóm này thì có 145.000 thành viên. Khi mà bắt đầu xây dựng thì Huy cùng với một số anh em trong đội nhóm à, xây dựng cái 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 nhóm này và khi đó thì à, à, gần như là nó là cái nhóm là không ai biết đến. Nhưng mà sau một thời gian à, nỗ lực phát triển xây dựng thì nó tăng trưởng rất là nhanh và đến hiện nay thì sau khoảng độ 1 năm gì đó thì nó lên khoảng 145.000 thành viên và đang à, tham gia tương tác rất là tích cực, đó đúng không ạ? À, đấy. thì những cái cái nhóm này, ấy, đó là gì? Ạ? nhóm này để nhóm để trao giá trị anh nhóm này để dùng để trao giá trị, đó, để những cái người thích học kinh doanh và hàng ngày, đó, đây, nhóm của quang huy, này. đó. thì huy chỉ lấy ví dụ như vậy thôi, chứ không phải là cái à, gọi là hướng dẫn anh chị em làm cái cái nhóm như vậy nhưng mà để mà thành công được thì chúng ta phải vậy, phải có một cộng đồng phải thành công được thì chúng ta phải vậy, xây dựng được một cái tập khách hàng và tập khách hàng nhỏ thì bắt đầu từ tập khách hàng lớn được ạ từ bắt đầu từ thị trường thị trường mục tiêu sau đó là gì ạ chúng ta đưa họ vào những cái gì ạ những cái ao những cái ao nhỏ hơn và từ cái ao đó thì bắt đầu chúng ta bắt đầu là gì ạ chúng ta xây dựng cái nhân hiệu của mình ở trong đó xây dựng cái nhân hiệu của mình xây dựng cái uy tín của mình và khi mọi người thích rồi thì mình làm theo đúng công thức anh chị em biết công thức mà bán hàng rồi đúng không ạ bạn bàn bán à, uh, no like chốt no like chốt bài tức là gì ạ? để làm cho họ biết mình xong làm cho họ thích mình làm cho họ tin mình sau sau đó thì bắt đầu mới gì ạ mới bán cái gì thì bán được ạ đó thì đấy chính là gì ạ? đấy là chính là cái mô hình kinh doanh tinh gọn theo đúng một cái gì ạ? cái công thức đó. no là gì ạ? làm cho họ biết đó cái này hình như là một số anh chị em chưa biết đấy ạ cái quy trình kinh doanh ở đây đó là chúng ta gì ạ à làm cho họ biết mình đâu no. Đấy tức là gì tức là biết đúng không ạ sau đó làm sao làm cho họ thích mình đấy làm cho họ thích mình tức là gì à đây là gì ạ thôi viết tiếng việt cho nó dễ nhé việt cho nó dễ nhé rồi làm cho họ biết làm cho họ thích mình xong làm cho họ tin mình sau đó thì làm sao sau đó thì mới làm, gì ạ? làm cho họ gì ạ mua hàng của mình và phần lớn thì mọi người thích mua hàng từ những người họ tin tưởng Bao nhiêu anh chị em sẽ mua hàng từ những cái người mà họ tin tưởng, họ yêu quý? À, bao nhiêu anh chị em chúng ta sẽ mua hàng từ những người mà mình mình tin tưởng và mình yêu quý? Nếu mà chúng ta kinh doanh và chúng ta gì ạ, chúng ta à, à, nếu mà chúng ta đi mua hàng ấy, à, chúng ta định mua một cái tivi uh, Sony 60 inch chẳng hạn. Đấy. Hoặc là chúng ta định mua một cái tivi chẳng hạn thì chúng ta sẽ hỏi người thân người nhà bạn bè chúng ta bảo là đây tao qua nhà mày tao thấy có cái tivi to đấy mua ở đâu đẹp thế thế bảo là kia mua ở cái siêu thị kia hoặc là mua ở hãng này hay mua ở online ở cái, cái 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 cái, shop này đúng không ạ thì khi đó làm sao khi đó thì mình sẽ sẽ tự tin hơn ở mình mua và thậm chí là mình không cần phải check nữa mình không cần phải kiểm tra nữa mình không cần phải nghi ngờ nữa bởi vì sao mình đã có một cái người bạn mình giới thiệu mình đã yên tâm rồi. họ đã mua rồi họ đã trải nghiệm rồi À, rất là yên tâm rồi, à. có đúng không ạ? Đấy. Vì vậy là khởi nghiệp tinh tinh gọn đó là chúng ta phải phải biết làm theo cái mô hình kinh doanh này, à, biết thích tin mua. Đấy. Và chúng ta biết là gì ạ? Là marketing chính là cái thứ mà cần thiết ở trong cái mô hình khởi nghiệp tinh gọn. Và đặc biệt trong marketing thì chúng ta phải nhớ có một cái gọi là gì ạ? Referral marketing hay gọi là gì ạ? Marketing theo hình thức là gì ạ? Truyền miệng marketing marketing truyền miệng đây là cái marketing gọi là gọi là gọi là quyền lực nhất cách marketing quyền lực nhất hay là hiệu quả cao nhất đấy là marketing truyền miệng những cái gọi là quảng cáo truyền hình hay quảng cáo trên poster quảng cáo trên các cái đài báo biển bảng thì nó mang lại hiệu quả rộng nhưng mà diện nhưng mà cái niềm tin nó không lớn bằng cái việc mà gì ạ? marketing chuyển miệng cho nên để mà khởi nghiệp tinh gọn thì chúng ta tập trung vào việc marketing chuyển miệng đúng không ạ nó gọi là referral marketing tức là từ người này sang người kia như vậy là gì ạ nó lại đi đến một cái công thức nữa Đấy. từ công thức này nó lại đi đến mình cho mình một công thức nữa đó là gì ạ công thức biến biến khách hàng thành là gì ạ thành đối tác kinh doanh đúng không ạ biến khách hàng thành đối tác kinh doanh tức là gì ạ từ cái việc mà chúng ta biết là marketing chuyển miệng này sẽ làm cho gì ạ làm cho cái thương hiệu chúng ta tăng lên một cách nhanh chóng mà chúng ta không cần phải đổ tiền vào quảng cáo đúng không ạ và chúng ta biến khách hàng thành đối tác kinh doanh của mình như vậy là gì ạ những người khách hàng là những người đã có trải nghiệm đúng không ạ họ đã có những cái trải nghiệm về sản phẩm của chúng ta. Sau đó, họ đi chia sẻ, họ đi nói về cái sản phẩm của chúng ta. Và khi đó thì chúng ta sẽ có những cái đối tác kinh doanh. Biến khách hàng thành người kinh doanh thì đây là một cái mô hình kinh doanh cực kỳ là gì ạ? Cực kỳ là hiệu quả. Hiệu quả cao cho nên là gì ạ? Cho nên nó dễ dàng thành công. Hiệu quả cao cho nên là gì ạ? Nó lợi nhuận cao hiệu quả cao cho nên chúng ta không cần phải gì đổ tiền vào quảng cáo. Hiệu quả cao cho nên chúng ta không cần phải gì ạ, không cần phải quá gọi là à, nỗ lực trong việc mà quản lý kinh doanh. Đúng không ạ? Tuy nhiên, chúng ta nhớ này, tất cả những điều này nó chỉ có thể làm được sau khi mà chúng ta đã gì đáp ứng những cái phần trước. Phần trước là gì ạ? Là chúng ta phải có một cái sản phẩm tốt, chúng ta phải có một cái công cụ quản lý tốt và chúng ta có một cái đối tác tốt và chúng ta phải có một cái mục tiêu tốt. Tất cả mọi thứ chúng ta phải có trước sau đó mới đến những cái chiến lược này. Đúng không ạ? Chiến lược này sẽ sai hoàn toàn sai nếu mà chúng ta bắt đầu cái với một cái tư duy sai. Đúng không ạ? Cho nên anh chị em nhé đừng bao giờ phản đối về chiến lược. Nếu mà phản đối thì hãy phản đối về về tư duy bắt đầu. Rất nhiều người bảo tại sao em cũng áp dụng cái chiến lược này mà em vẫn thất bại? Bảo vâng em thất bại không phải vì chiến lược mà em thất bại bởi vì sao ạ bởi vì mục tiêu vì gì vì con đường vì định hướng chứ không phải vì chiến lược cho nên là huy chỉ giảng về chiến lược sau khi mà anh chị em đã clear đã rõ ràng về mặt diện về mặt tư duy đó là tư duy chúng ta đó là diện là, là win win hai bên cùng thắng là luôn luôn là diện nghĩ cho khách hàng luôn luôn là phải làm sao để cho khách hàng có lợi nhuận làm sao để khách hàng có lợi thì chúng ta mới lại đúng không ạ bao nhiêu anh chị em sẽ có đồng ý với huy rằng là gì? là chúng ta phải đúng từ khi bắt đầu đã sau đó bắt đầu mới mới nghĩ đến chiến lược đúng tư duy đúng thì bắt đầu mới tìm đến chiến lược đúng chiến lược đúng sau đó sẽ có hành động đúng hành động đúng thì sẽ có kết quả đúng kết quả đúng thì chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta sẽ có niềm tin đúng và niềm tin đúng thì chúng ta sẽ quay trở lại sẽ có gì ạ có tư duy đúng đúng không ạ đấy bắt đầu từ tư duy đúng từ tư duy tư duy đúng thì sẽ có gì ạ sẽ có à, con đường đúng hay là có định hướng đúng định hướng đúng thì định, định hướng đúng thì sẽ ra gì ạ sẽ ra được chiến lược đúng từ chiến lược đúng thì sẽ có gì ạ sẽ có những cái hành động đúng hành động đúng từ hành động đúng thì sẽ ra được gì ạ sẽ ra được kết quả đúng từ kết quả đúng thì sẽ tạo ra được niềm tin đúng và niềm tin đúng chính là gì ạ chính quay trở lại chính là gì ạ là ra tư duy thì sẽ ra tư duy đúng tư duy chính là gì ạ tư duy chính là hệ thống các cái niềm tin tư duy chính là hệ thống các cái niềm tin đúng không ạ tư duy chính là hệ thống các niềm tin thì gọi là tư duy mình tin rằng là chỉ khi nào mình giúp đỡ được mọi người thì mình sẽ mình sẽ giàu có thì nó đấy là một một cái niềm tin đúng không ạ hệ thống các cái niềm tin thì gọi là tư duy thế thôi đúng không ạ đấy bao nhiêu anh chị em đang làm theo đúng những cái mô hình kinh doanh này đúng các cái bước như này thì chị, thì hãy comment xuống là số 1 đúng không ạ Đấy, tức là bắt đầu từ một cái tư duy đúng đó là gì ạ? giúp đỡ mọi người và giúp đỡ bản thân mình à, khởi nghiệp kinh doanh để gì để làm giàu và để giúp người khác giàu để thành công và giúp người khác thành công để hạnh phúc và giúp người khác hạnh phúc thì hãy comment số 1 được ạ nếu mà anh chị em có một cái tư duy đó là gì ạ là chúng ta khởi nghiệp kinh doanh để mà gì ạ để thay đổi bản thân mình và thay đổi gì ạ thay đổi người khác để giúp bản thân mình giàu có hơn và giúp người khác giàu có hơn để gì ạ để giúp mình khỏe mạnh hơn và giúp người khác khỏe mạnh hơn để giúp mình gì ạ giúp mình tự do hơn và giúp người khác tự do hơn để giúp mình làm chủ cuộc đời của mình và giúp người khác làm chủ cuộc đời của họ được chưa ạ để giúp mình phát triển hơn để mình giỏi hơn và giúp người khác giỏi hơn thì hãy comment xuống số 1 đấy đấy ạ còn nếu như mà không thì comment số 2 à, xin chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta có một cái tư duy đúng và đây chính là cái ạ? Dạ, đầu tiên chúng ta cần phải học để mà có một cái mô hình kinh doanh thành công đúng không ạ sau đó thì chúng ta bắt đầu tìm kiếm đến một cái thị trường tìm kiếm đến những cái gì ạ dạ, những cái con đường những cái Uh, những cái tiếp theo sau ok không ạ đó và uh, sau đó nữa thì chúng ta biết cách để xây dựng cái cộng đồng những khách hàng trung thành bằng cách là gì ạ? bằng cách sử dụng hệ thống referral marketing hay là marketing một cách truyền miệng bằng cách người này giới thiệu người kia người này nói chuyện với người kia và đây là cách kinh doanh hiệu quả nhất cách kinh, kinh doanh tinh gọn nó thì ạ nó đấy là cách kinh doanh tinh gọn nó không phải là cách kinh doanh duy nhất anh chị em nhiều người anh chị em lại bảo cãi như bảo là gì ạ ừ, ngoài kia tại sao có người này làm như này cái người này làm như kia đó là việc của họ có rất nhiều cách khác nhau ở đây mình đang nói về kinh doanh khởi nghiệp kinh doanh tinh gọn thế khởi nghiệp kinh doanh tinh gọn thì đây là cách hiệu quả nhất được chưa ạ dùng gì ạ dùng cách truyền miệng dùng truyền miệng như nào à mình giúp được một người đi xong người đó lại gì ạ nó truyền cho người khác mình giúp được hai người đi xong người đó lại truyền cho người khác đúng không ạ giúp được hai người xong mỗi người gì ạ? lại mà lại lại giúp được hai người xong hai người đó là mỗi người giúp được hai người hai người đó lại giúp được hai người thì đấy là gì ạ Đây là mô hình kinh doanh gọi là gì ạ tinh gọn bắt đầu từ một người một người chúng ta gì ạ à chúng ta đã giúp được hai người thì chúng ta có hai khách hàng đúng không ạ hai khách hàng này mỗi người họ lại nói cho hai người thì chúng ta có bao nhiêu có bốn khách hàng đúng không ạ bốn người này họ thấy thích quá họ lại chia sẻ cho gì ạ cho hai người nữa mỗi người chia sẻ cho hai người thì chúng ta có 8 khách hàng tương tự như vậy chúng ta sẽ có bao nhiêu ạ chúng ta có 16 đúng không ạ tương tự như vậy chúng ta sẽ có 32 tương tự tiếp tục như vậy chúng ta sẽ có 64 đúng không ạ tương tự như vậy tiếp tục như vậy chỉ cứ từ dạ từ một người ra hai người thôi thì chúng có 128 người đúng chưa ạ tiếp tục như vậy là chúng ta sẽ có năm dạ, 256 người Tiếp tục như vậy là chúng ta sẽ có gì ạ? À 512 khách hàng. Tiếp tục như vậy là chúng ta có 1024 khách hàng. 1024. Nó tiếp tục như vậy là chúng ta đã có gì ạ? 2048 khách hàng. Đúng không ạ? Đó. Cứ tiếp tục như vậy và nó sẽ nó tăng lên theo cấp số nhân chỉ vì bắt đầu với một cái gì ạ? Với một cái công thức đó là chúng ta chúng ta giúp cho hai người thôi giúp cho hai người thành công sau đó dạy cho họ cách để giúp cho hai người thành công sau đó gì ạ giúp cho bốn người đó tiếp tục dạy cho hai người thành công đấy ạ đây là gì ạ đây là đây là cấp số nhân đấy ạ đây là cái tính hiệu quả của cấp số nhân cho nên chúng ta không cần phải suốt ngày đi gì ạ đi bán hàng nữa không phải suốt ngày đi mà gì ạ kinh doanh nữa không phải suốt ngày đi mà gì ạ tìm khách hàng nữa chúng ta chỉ tập trung vào hai khách hàng thôi đúng không ạ sau đó là chúng ta giúp cho họ marketing truyền miệng để biến khách hàng thành đối tác kinh doanh của mình biến họ thành đối tác kinh doanh của mình sau đó giúp họ tìm ra hai khách hàng sau đó lại giúp họ biến hai cái khách hàng của họ thành đối tác kinh doanh đúng không ạ sau đó lại tiếp tục dạy cho họ cách giúp hai cái người đấy đổi làm gì ạ để mà họ có thể kinh doanh tiếp tục và và sau đó chúng ta lại tiếp tục phát triển ra cái hệ thống kinh doanh gọi là cộng đồng những khách hàng trung thành đây đó là gì ạ đây là cộng đồng khách hàng trung thành đúng không ạ đây chính là cái gì ạ đây chính là cộng đồng những khách hàng trung thành của chúng ta được chưa ạ và đây là cái mô hình kinh doanh hiệu quả nhất ở thời điểm này thì sẽ rất nhiều người hỏi thế làm thế nào làm thế nào đúng không ạ bao nhiêu anh chị em sẽ hỏi là làm như thế nào nếu như anh chị em nào đó mà chưa biết cách làm, thì vui lòng liên hệ với cái người mời chúng ta vào trong phòng zoom ngày hôm nay, được không? Họ sẽ chỉ cho cách. Đấy Được không anh chị em? Và huy sẽ còn quay trở lại chủ đề này vào trong thời gian tới. Còn bây giờ thì thời gian nó cũng, nó cũng kết thúc rồi. Cho nên là huy xin phép và dừng cái phần chia sẻ của huy ở đây. Nhưng nếu mà anh chị em nào quan tâm đến làm như thế nào, thì vui lòng hãy liên hệ ngay với cái người mà mời chúng ta vào trong phòng zoom này được ạ à, những cái người mà đang gì ạ? đang giúp đỡ chúng ta hãy ạ hãy uh, liên hệ với họ đúng không ạ hãy uh, uh, nhớ được cái gì ạ cái, cái 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 từ khóa cái thần chú mà huy đã cho anh chị em ở trong tuần trước bao nhiêu anh chị em còn nhớ cái thần chú huy đã cho anh chị em ở trong tuần trước ạ? bao nhiêu anh chị em còn nhớ cái thần chú mà Huy đã cho anh chị em ạ Nếu mà nhớ thì comment xuống cái thần chú mà Huy đã cho anh chị em ở trong tuần trước ạ À đúng rồi Xin chào Xin chúc mừng anh chị em đã gì ạ? Đã Nhớ được cái thần chú này Đó là gì ạ Thần chú là gì ạ Xin hãy giúp tôi Đúng không ạ Xin hãy giúp tôi Mình sẵn sàng đưa lời gì ạ? Đời Nhờ giúp đỡ Mình sẵn sàng đưa ra lời nhờ giúp đỡ Được không ạ đấy sẵn sàng đưa ra lời nhờ giúp đỡ thì chúng ta sẽ sẽ nhận được cái sự giúp đỡ đấy bây giờ huy nhờ anh chị em giúp đỡ một việc này anh chị em có làm được không anh chị em vào youtube nha hay là vào vào google cũng được vào youtube đi vào youtube anh chị em search là nguyễn quang huy nha đấy vào youtube search nguyễn quang huy nó ra kênh này ra kênh youtube của huy này đấy được chưa đấy anh chị em vào cái kênh youtube của huy này xong anh chị em nhấn vào nút đăng ký ấy. nhấn vào nút đăng ký nếu ạ sau đó là ở trong trong kênh của huy thì có rất nhiều cái video đào tạo của huy huy đã ghi hình lại đấy, và chia sẻ lên đây cho anh chị em được chưa khởi nghiệp tinh gọn bài 1 này dành cho anh chị em nào mà gì ạ? mà chưa kịp học này đúng không ạ đấy rồi thì có một số cái video đào tạo mà Huy đã ghi hình ở đây đấy. anh chị em xem các cái video này của Huy đấy là những cái video đào tạo chuyên sâu cực kỳ giá trị đúng không ạ và anh chị em khi mà xem thì anh chị em hãy nhấn nút like và comment xuống cái bài học của mình đồng thời đó là gì ạ đồng thời là chúng ta gì ạ, hãy chia sẻ cho bạn bè người thân của mình bởi vì sao ạ bởi vì là kinh doanh là, gì ạ, là trao giá trị đúng không ạ kinh doanh là giúp đỡ cộng đồng cho nên là muốn thành công chúng ta phải giúp đỡ được cộng đồng nếu mà chúng ta học được điều gì đó mới điều gì đó hay thì chúng ta phải chia sẻ ngay cho mọi người đừng có giữ riêng cho bản thân mình và trước khi mà chúng ta chia sẻ thì chúng ta phải trải nghiệm chúng ta phải thử nghiệm cái kiến thức đó chúng ta phải đưa cái kiến thức đó vào trong cuộc sống, đúng ạ? Chúng ta phải biến kiến thức thành gì? Thành hành động. Biến kiến thức thành kết quả. Biến kiến thức thành những cái gì? Thành những cái uh, kinh nghiệm. Sau đó dùng cái kinh nghiệm của mình để mà gì? chia sẻ cho người khác. Đúng không ạ? Nếu mà mình chưa có kinh nghiệm thì mình hãy đơn giản là gì? chia sẻ những cái video của những người đã có kinh nghiệm. Đúng không ạ? Ok nhá. Cảm ơn anh chị em.